Quay à? Ấy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ok các bạn, thì hôm nay mình Đạt Nguyễn sau 2 tuần làm YouTube lặng nhọc 65 người đăng ký và để tăng lên 70 người đăng ký. Để tăng lên 70 người đăng ký thì mình chuẩn bị những thứ đó là đầu tư cho các máy quay của mình. Cái điện thoại của mình đó là cái chân quay nhá. Ở nhiều clip chưa? Khi mình xem lại thì mình cảm thấy nó khá rung và lắc và ù, cho nên là không tiện khi xem. Hôm nay anh mình ok các bạn, ghi nhớ, anh mình đã mua cho mình một chiếc chân quay khá là dài, khá là đẹp và mình chưa bóc hộp. Hôm nay mình bóc cho các bạn xem luôn. Ok các bạn, let's go. Review nha các bạn. Bây giờ mình sẽ review từ ngoài vào trong. Ok. Ở ngoài được làm bằng chất liệu nhựa cứng, xốp cứng, giấy cứng và cái gì cũng cứng. Cho nên mình xoay tròn cho các bạn xem nó đều đã. Vào đây ghi thông số các thứ, chân quay dài bao nhiêu mét gì đấy. Để mình đếm xem nào. 1020mm là cái chân 2. 350mm chân giữa. Đấy, 345mm ba chân và 16mm là góc quay và đây là 420g cân nặng của nó. Rất là tiện lợi. Đây, mặt của em nó chưa hình dung được, vẫn chỉ là như vậy. Chắc là chỉ vậy thôi nhỉ. Các bạn có thể dùng cái vỏ này để dùng làm gì nữa? Hộp đựng quà sinh nhật người yêu và hộp đựng gậy bóng chày, gậy các loại hay là hộp đựng đũa, đựng bút các bạn nha. Tiện dụng lắm. Mua cái này về. Bây giờ mình bắt đầu mở hộp nhá. À, bên trong hộp là một tấm vải cũng như là một tấm vải nhựa bền bỉ màu đen khá là bắt mắt và nó được thiết kế như một cái ủng, cho nên là nó không có bất ngờ gì. Ở đây là có hai cái khuy để chúng ta có thể bấm vào như cái tay áo của chúng ta thôi. Và vậy thì cái này mình sẽ nói luôn công dụng của nó, đó là mình cũng đựng các đồ vật mà các bạn muốn. À, cái này có thể mang đi picnic tại vì nó là một tấm vải, mình có thể đeo ở lách, đeo ở sau lưng hoặc là mình có thể để dụng cụ y tế hay là đi chơi thể thao, để tất, để giày ở bên trong các bạn nhờ. Hay là ok, chỉ thế thôi. Bây giờ thứ quan trọng nhất, chiếc chân quay của chúng ta, cùng đếm ngược 3, 2, 1. Khỏi đếm, mình đếm xong rồi nhưng mình vẫn chưa thích mở thì mình cũng mở. Và bây giờ mình muốn mở cho nên là mình mở thôi các bạn ơi. Vậy mình mở ra nha các bạn nhờ. Ở đầu chưa mở chúng ta đã thấy cái này để chạm vào mặt đất các bạn nhá. Và bây giờ mình mở luôn đi cho nó đỡ mất thời gian. Các bạn này bảo mình nôm cơm. À, bây mình review luôn nhá. Các bạn ơi, đây, chiếc ốc này để mình có thể gắn cái này vào nhá. Mình có thể gắn cái này vào. Đây các bạn, mình sẽ gắn cái này vào và quay như một ghi các bạn đợi mình xíu, mình gắn vào. Mình đang gắn những bước đầu tiên nhá. Vâng, các bạn, mình sắp gắn xong rồi. Các bạn, mình gắn xong rồi nhá. Đây, cái chân, đây là cái cần lái nhá, để mình có thể di chuyển chân quay các thứ. Các bạn ơi, đây. Và cái này có thể, cái này cũng có hữu ích đấy. Không phải chỉ gắn vào mà nó sẽ giúp chúng ta, đây, tăng độ như này nhá. Mình vận ra càng nhiều thì cái này nó gập càng nhiều. Các bạn ơi, đó. Khá là tiện ích phải không? Đây, chúng ta có thể ghép máy quay vào đây nhá.
ở phía dưới chân quay. À, cái quan trọng nhất vẫn là cái này, làm cho cái này có thể xoay. Tháo cái này ra các bạn nào. Đây, bốn chân, ba chân dài xung quanh, giúp mình có thể dễ dàng đặt. Giả sử là như này các bạn ơi, giả sử nhá, giả sử nếu như mình không có camera thì mình sẽ dùng như này, mình đặt máy quay vào đây. Ok các bạn nhá, mình sẽ mô tả cho các bạn như này. Action. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bé Đạt Viên Lâm. Thì hôm nay mình mới mua một cái chân quay, cho nên là mình khá là êm và mượt, cho nên là mấy thằng thợ quay phim của mình sẽ bị trừ lương và cắt lương. Và cái chân quay này sẽ làm cho mấy cái thằng như vậy không có được lương các bạn nhá. Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại, à quên, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì để cho mình một like. Như các bạn có thể biết thì mình đang ta cho các bạn thế. Đây, bao nhiêu người quay phim, bao nhiêu thợ quay phim của mình rất ghét cái này. Bởi lý do là khi mình có cái này thì mấy thằng ý bị sản nghiệp các bạn nhá, không có công ăn việc nào. Cái này quá dài luôn các bạn ơi. Wow. Rút tiếp đây. Ew. Wow các bạn ơi, cái này có thể dài gấp nghìn lần so với mình suy nghĩ. Dài gần bằng người mình các bạn nhỉ. Quá dài luôn. Các bạn thấy ưng không? Mình có thể để đây trên cao và quay được một con máy bay bình thường. Mình dựng ở đây. Quá cao luôn các bạn ơi. Đẹp không các bạn? Nhờ có nó lên mình có thể quay nhiều video mà mặc dù chỉ có một mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một share, một đăng ký dưới phần mô tả để giúp mình có thêm động lực. À quên, hãy comment những ý kiến, những thử thách mới để cho mình làm nha các bạn nhờ. Ok, bye bye, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Goodbye, xin